Hi, xin chào các bạn trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Thì hôm nay thì mình vừa hoàn thành xong cái hồ các bạn. Đây là cái hồ 1m2 mà mình đã tự tay dán phông đen các bạn và dán tranh luôn. Ok, thì mình chuẩn bị cho cá rồng của mình các bạn. Hiện tại là mình hồ này mình chưa có gắn lọc các bạn, đang test nước. Tại vì mình mới bả keo lại á. Khoe với các bạn để xem độ chiêu cái hồ này các bạn á. Rất là đã các bạn. Hồ này mà gắn lọc vào thì nước sẽ trong và rất là đã. Mình sẽ di chuyển con bối bối size lớn của mình, size 45 của mình qua. Từ phông trắng chuyển sang phông đen thì hiện tại thì cá của mình đã đủ kích thước rồi các bạn. Mình sẽ chuyển nó qua, các bạn chờ xem nha. Mình sẽ có một video clip setup cái dàn lọc để hướng dẫn cho các bạn luôn. Đây là một cái gốc mà mình rất là thích cái hồ cá này. Yes, rất là đã các bạn. Kinh phí của cái hồ này thì rất là vừa túi tiền các bạn nhé. Mình cái này là hồ này là mình mua hồ cũ luôn. Hồ cũ thì người ta bán lại mình chỉ có 400.000 thôi. 400.000 tiền decan á, decan đen. Decan đen để dán vị trí này, vị trí đáy và vị trí mặt ở đằng kia. Thì tổng cộng thì chỉ tốn có 1 mét decan thôi các bạn. Người ta bán cho mình cái khổ á, cái khổ là 1m2 nhân 1 mét thì chỉ có 20.000 thôi. Còn cái tranh này á, tranh này thì mình đặt khổ là 1m2 nhân 45 thì cái hồ của mình đang cao là 45 các bạn, thì giá của nó là 170k. Các bạn có thể thấy là cái chi phí rất là rẻ nha các bạn, để các bạn có thể là tự mình cái này dán decan thì rất là nhiều cái anh người ta các clip đã chia sẻ rất là nhiều các bạn ha, rất là dễ luôn. Với một chi phí như thế này thì tổng cộng các bạn tốn chỉ khoảng là 600-700k là chúng ta đã có được một cái hồ rất là đẹp, chưa tính dàn lọc các bạn nha. Ok, clip của mình ở đây là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi để xem những cái video tiếp theo các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn.